Anh ơi. Nghiêng. Đây là xe lăn nhà bà nhá. Bây giờ là cho bà. Cho bà đây nhé. Vâng. Đây bây giờ con bà đứng lên tự, bà đứng lên là bà khóa, mà bà đây ngồi chụp ảnh khóa xe mình à, để em lại à. Phải có con gái đỡ bà lên. Vâng, có hai mẹ con thôi. Tới đây rồi, bây giờ vâng. Đấy mà con người cũng bị tật nguyền, con này bị cái tay bị ấy. Cứ từ từ, cứ từ từ cho bà đi. Ông mất tháng 12 năm ngoái à? Và gần đây, gần rõ đây năm, à đây năm. 28 tháng 12 Nâng chân, nâng chân. Rồi, đấy, biết. Chân đây này. Đấy. Rồi, có cái dây an toàn đó. Rồi. Được cái dây an toàn này thắt cho bà nhá. Cho bà ngồi cho nó an toàn. Vậy là có hai mẹ con ở đây. Chứ chị bảo là cái chân cái gối của chị nó là sao? Em bị khớp mấy năm. À khớp. Bây giờ đầu gối là đứng nhiều, đứng lâu rồi nữa. Đứng lâu lần nữa. Lọc cầu. Còn một tay thì nó cũng bị hơi bị liệt à? Không làm được gì. Làm được đến cái run thôi. À, cái run. Người em hay chóng mặt nữa chứ. Ngồi cái chóng mặt nữa. Đó, mới đứng một tí thì chóng mặt rồi phải ngồi cái này. Khổ. Bây giờ muốn cho bài hôm nay thì phải quay lại cho xuống. Không, ở đây thì cái này cao quá, cái này trên đây thôi. À, rồi, đứng. Đó. Bà ơi, hôm nay là bên Caritas Thanh Hóa về tặng cho bà cái xe lăn này nhá. Đây là món quà của chị Tường Action gửi cho cha để cho đi tặng cho bà nhá. Em cảm ơn. Vâng. Rồi con thay mặt cho mẹ cảm ơn đi. Em cảm ơn anh chạy. À anh chạy nhá. Rồi. Kính thưa cha Thường cùng đoàn công tác của toàn giám mục tỉnh Thanh Hóa, kính thưa đồng chí Sơn, lãnh đạo của xã Tân Thọ, đại diện cho đảng ủy ban và các tổ chức. Hôm nay là hội bảo trợ khuyết tật trẻ mồ côi huyện Nông Cống rất phấn khởi là được cha Thường và các quân trình cùng đi của toàn giám mục tỉnh Thanh Hóa về trao một số xe lăn cho các hộ gia đình hết sức khó khăn, tàn tật, không đi lại được. Thì đây là một cái mà chúng tôi rất hết sức phấn khởi, hết sức xúc động và xin cảm ơn
cha và những nhà mẹ đem cái chân thứ hai cho những người khuyết tật. Không biết nói gì hơn, thay mặt cho Hội Bảo trợ Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi huyện Nông Cống xin chân thành cảm ơn cha và giám mục tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho Hội Bảo trợ Khuyết tật Trẻ Mồ Côi huyện Nông Cống cũng như thể là Hội Bảo trợ Khuyết tật Trẻ Mồ Côi của xã Tân Thọ xin được cảm ơn và kính chúc cha cùng đoàn công tác và tòa giám mục luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và quan tâm hơn nữa đến cái người khuyết tật trẻ mồ côi của tỉnh nói chung và của huyện Nông Cống nói riêng, và chúng tôi luôn luôn chân thành được đón nhận những cái quà tặng của cha đến với lại những người khuyết tật của huyện Nông Cống. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn bà xúc động quá và đang khóc nãy giờ rồi, bà cứ khóc sụt sịt như vậy. Rồi hôm nay bà vui hay buồn mà bà lại khóc? Bà vui quá, xúc động quá nhưng mà bà không nói lên mình thành lời. Vâng. Thôi mời đại diện chính quyền địa phương có đúng không? Xin được chào thưởng, cũng thưa các đồng chí trong đoàn công tác. Thì hôm nay thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền địa phương thì nhân dân xã thì nhận được cái món quà từ các nhà hảo tâm. Thì cũng bên cạnh đó thì không biết nói gì hơn, thì cũng thay mặt cho các vị đảng chính quyền và nhân dân trong xã thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo của huyện, các ông bà bên giáo xứ. Thì cũng nhận đây rồi cũng sẽ mong muốn sẽ nhận được nhiều hơn nữa các cái món quà từ các nhà hảo tâm thì cũng đồng chí cảm ơn. Vâng, nên cảm ơn huyện hội rồi cũng như là lãnh đạo địa phương của xã Tân Thọ huyện Nông Cống. Rồi đấy, thưa quý vị, ở bà xúc động quá nhận được cái xe lăn và khóc nãy giờ đó, thì thôi một lần nữa xin hết lòng cảm ơn chị Tường Aston đã hỗ trợ cho bà được cái chiếc xe lăn này, thì xin Chúa chúc lành và trả công bồi hồng cho chị, xin hết lòng cảm ơn. Rồi chúc cho bà khỏe nhá. Rồi. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.